Chào các bạn! Hôm nay, ta sẽ cùng tìm hiểu về hai anh em rồng nổi tiếng đó là rồng châu Á và rồng châu Âu. Tuy cùng là loài rồng, nhưng hai anh chàng này lại có ngoại hình và tính cách khác bọt đấy. Đầu <laughs> tiên là rồng châu Á. Rồng châu Á có thân hình mảnh mai, uyển chuyển như dòng nước, dài ngoằng như con suối, vẫy lấp lánh như kim cương có bờm sư tử oai hùng hoặc sừng hưu quý phái anh chàng này đặc biệt ngầu ở chỗ không có cánh mà vẫn bay được vì vu như diều gặp gió màu sắc rực rỡ vàng đỏ xanh của sự may mắn tài lộc và sức sống còn với rồng châu âu bệ vệ to lớn cơ bắp cuồn cuộn sở hữu một đến ba cái đầu và hai cánh to đùng anh chàng này thì hung dữ hơn với khả năng phun lửa cháy xèo xèo vẫy hoặc gai nhọn bao phủ cơ thể trông dữ dằn như quái vật màu sắc thường tối tăm xanh lá nâu đen tạo cảm giác bí ẩn và nguy hiểm thứ hai là về tính cách rồng á hiền lành tốt bụng đại diện cho quyền lực tối cao mang đến mưa thuận gió hòa là ông thần bảo hộ che chở cho con người anh chàng này được tôn kính yêu mến và thường xuất hiện trong các lễ hội nghi thức truyền thống rồng âu tuy nghiệm là kẻ thù số một của con người gieo rắc nỗi sợ hãi và tàn phá hình ảnh anh chàng này gắn liền với chiến tranh chết chóc và sự hủy diệt con người thường chiến đấu với rồng để bảo vệ bản thân và cộng đồng rồng trong văn hóa việt nam rồng là một trong tứ linh long lân quy phượng biểu tượng cho quyền lực tối cao sức mạnh phi thường trí tuệ uyên thâm và sự may mắn các lành người việt nam tự hào về nguồn gốc cao quý khi cho rằng mình là con cháu của lạc long quân vị thần rồng oai hùng và âu cơ người phụ nữ xinh đẹp hình ảnh rồng hiện diện xuyên suốt trong mọi khía cạnh đời sống của người việt từ kiến trúc điêu khắc hội họa văn học cho đến các lễ hội truyền thống như lễ hội giống lễ hội múa rồng